Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Thái tử Saudi Abra hỏi mua MU giá 4 tỷ bảng Anh giàu cỡ nào? Mới đây, báo chí Anh đồng loạt đưa tin nhà Galat đã bán đất Manchester United cho Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia với giá 4 tỷ bảng. Thông tin này được truyền thông Anh đăng tải kèm hình ảnh được cho là Bộ trưởng Nội vụ, Ngoại giao và Mật vụ Saudi Arabia Mohammahu xác nhận trên trang LinkedIn của mình. Và các bạn ơi, đừng quên bấm subscribe kênh YouTube và like fanpage Bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Vào năm 2005, nhà Glazer thành công trong việc thâu tóm MU với số tiền khổng lồ gần 800 triệu bảng ở thời điểm đó. Đây là một cú sốc với cả thế giới bóng đá, nhưng thương vụ này cho thấy khả năng nhìn trước cơ hội làm ăn vượt thời đại của cố tỷ phú Malcolm Glazer, bởi cho đến nay, giới chủ Mỹ đang thảnh thơi thu trái ngọt từ quỹ đỏ. Tuy nhiên, có một thực tế hết sức rõ ràng, đó là giá trị về mặt chuyên môn trên sân cỏ của MU chỉ ngày càng suy giảm. Nhà Glazer trong những năm qua đã có những nỗ lực nhất định để giúp MU bắt kịp xu thế bóng đá thế giới. Nhưng chừng đó là không đủ, bởi trên thực tế, các ông chủ Mỹ vẫn chỉ làm những điều ấy trên góc độ của một doanh nhân, luôn đặt hiệu quả kinh tế lên hàng đầu. Với hàng trăm triệu Manusian trên toàn cầu vào thời điểm này, chỉ có Thái tử Saudi Arabia là tỷ phú Mohammed bin Salman mới có thể đưa con tàu đắm MU vượt biển thành công. Thái tử Mohammed bin Salman có niềm đam mê bất tận với MU, với truyền thống hào hùng của quỷ đỏ, vì vậy ông càng có tham vọng mua Man United. Nếu như đàm phán thành công, vị thái tử này sẽ thay nhà Glazer trở thành ông chủ mới của đội chủ sân Old Trafford. Đến đây, chắc hẳn rất nhiều bạn thắc mắc, vậy thái tử Saudi Arabia hỏi mua MU giàu cỡ nào? Hãy cùng Mr. Zero tìm hiểu thông qua clip ngay sau đây. Tuổi trẻ tài cao, Mohammed bin Salman có tên đầy đủ là Mohammed bin Salman Al Saud, sinh ngày 31 tháng 8 năm 1985 tại Jeddah, một thành phố ở biển miền Tây Saudi Arabia. Ông là con của hoàng thân Salman với người vợ thứ ba, bà Fada bin Labin Sultan bin Lahen, cháu gái của thủ lĩnh bộ tộc Aman. Tháng 1 năm 2015, cha của ông lên ngôi quốc vương Ả Rập Xê Út sau khi anh trai là quốc vương Abdullah băng hà. Hoàng tử Mohammed bin Salman được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng và được chọn làm phó thái tử không lâu sau đó. Quyền lực của Mohammed tăng lên một cách nhanh chóng khi được giao quản lý tập đoàn năng lượng quốc gia Aramco. Ông còn đứng đầu Hội đồng Kinh tế và Phát triển với chức năng giám sát bộ ngành khác, quản lý ngân sách đầu tư công của cả vương quốc. Vào tháng 6 năm 2017, Mohammed bin Salman được vua cha phong làm thái tử khi mới 31 tuổi, đưa ông trở thành nhân vật quan trọng thứ hai tại Saudi Arabia. Thái tử Mohammed bin Salman nổi tiếng với chính sách đối ngoại răng đe và kế hoạch cải cách kinh tế đầy táo bạo. Ông theo đường lối cứng rắn và mong muốn xây dựng một vương quốc giàu mạnh, không phụ thuộc vào dầu mỏ. Ông vạch ra kế hoạch cải cách với tầm nhìn tới năm 2030 sẽ cách mạng hóa hầu hết các khía cạnh của cuộc sống người dân ở quốc gia Ả Rập. Thái tử Mohammed bin Salman hiện giữ vai trò phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Giàu có. Hoàng gia Saudi Arabia sở hữu tài sản ước tính lên tới 1.000 tỷ bảng. Là người thừa kế vương quốc, Thái tử Mohammed bin Salman không phải quan tâm tới tiền bạc. Ông có cuộc sống xa xỉ với máy bay cá nhân trực thăng. Vào năm 2015, Thái tử Mohammed bin Salman vung 380 triệu bảng mua lại chiếc du thuyền mang tên Serene từ doanh nhân người Nga Yuri Seifler. Serene là một trong những chiếc du thuyền lớn nhất thế giới với chiều dài lên đến 134 mét. Cũng trong năm đó, Thái tử Mohammed bin Salman gây xôn xao khi mua lại lâu đài Château Louis XIV tuyệt đẹp ở Pháp với giá là 230 triệu bảng. Vào thời điểm đó, đây là dinh thự có giá đắt nhất thế giới. Theo New York Times, Thái tử 33 tuổi còn là chủ nhân của hai dinh thự ở London, một căn ở vùng biển miền Nam, Tây Ban Nha. Giống như nhiều nhà tài phiệt khác, Thái tử Mohammed bin Salman thích sưu tầm tranh. Ông từng bỏ ra tới 340 triệu bảng chỉ để mua một bức tranh của danh họa Da Vinci. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, Thái tử Mohammed bin Salman cho rằng tài chính là vấn đề cá nhân và ông không cần phải xin lỗi vì sống xa hoa. Tôi là một người giàu, chứ không phải người nghèo. Tôi không phải là những lãnh tụ mà là thành viên của hoàng gia đã trị vì hàng trăm năm trước khi Saudi Arabia ra đời. Cuộc sống cá nhân. Thái tử Mohammed bin Salman có đời sống riêng khá kín tiếng.
Vào năm 2008, ông kết hôn với Sarah Bin Smatho. Theo truyền thông Saudi Arabia, họ có với nhau 4 người con, 2 hoàng tử là Salman và Mahou, cùng 2 công chúa là Fada và Nora. Giống như những phụ nữ Ả Rập khác, bà Sarah Bin Smatho không hề xuất hiện cùng chồng ở bất kỳ sự kiện nào. Tôi muốn vợ con tôi có một cuộc sống tránh xa áp lực, chính trị và sự chú ý của dư luận. Tôi muốn họ có cuộc sống bình thường như bao người khác và vợ tôi cũng muốn như vậy. Thái tử Mohammed bin Salman từng chia sẻ trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng 4 năm 2018. Khả năng mua được MU hay không? Đây là câu hỏi mà có lẽ bất cứ Manusian nào vào thời điểm này cũng thắc mắc. Theo tin tức từ truyền thông Anh những ngày qua, Thái tử Mohammed bin Salman muốn hỏi mua MU với giá là 4 tỷ bảng. Tham vọng của Thái tử Mohammed bin Salman là cạnh tranh với những quốc gia giàu mỏ khác đang sở hữu những đội bóng hàng đầu, là Qatar sở hữu câu lạc bộ PSG và UAE sở hữu câu lạc bộ Man City. Việc Saudi Arabia nhất quyết chặn beIN Sports của Qatar phát sóng trên lãnh thổ họ và thay vào đó là BL chứng tỏ quyết tâm lớn trong việc khẳng định vị thế ở vùng vịnh. Mức đề nghị 4 tỷ bảng từ Thái tử Mohammed bin Salman cao hơn so với định giá của MU. Theo thống kê từ tạp chí Forbes, hồi tháng 6 năm 2018, MU là đội bóng giá trị nhất thế giới với giá trị là 4,12 tỷ USD, tương đương với 3,2 tỷ bảng. Nhưng nhà Glazer có dễ dàng chấp thuận hay không là chuyện khác. Lý do rất đơn giản, MU là con gà đẻ trứng vàng của họ. Kể từ khi tiếp quản MU, nhà Glazer đã thu lời hơn 1 tỷ bảng. Mùa trước, Quỷ Đỏ thi đấu bết bát, thế nhưng họ vẫn có doanh thu kỷ lục là 590 triệu bảng. Theo cây viết đăng kinh trên The Sun, nếu không thỏa thuận trên bàn đàm phán, Mohammed bin Salman sẽ đi đường vòng thông qua thị trường chứng khoán New York. Từ năm 2012, gia đình Glazer đã thả nổi một phần cổ phiếu MU tại đây và Mohammed bin Salman lên kế hoạch mua hết. Sau đó, sẽ là những mũi tấn công riêng lẻ tới từng người con của Glazer với lời đề nghị mua cổ phần giá cao. Hiện tại, 6 anh em nhà Glazer là những cổ đông lớn nhất ở MU, họ nắm giữ tổng cộng 90% cổ phần của đội bóng. Riêng Kevin Glazer là một trong những thành viên của nhà Glazer muốn bán 13% số cổ phần của MU. Ông Kevin Glazer nắm gần 24,8 triệu cổ phiếu hạng A của MU, được định giá khoảng 320 triệu bảng. Ông Kevin quyết định đổi số cổ phiếu nói trên từ loại B sang loại A, bước đi đầu tiên để rao bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán New York. Những nghiên cứu gần đây cho thấy giá trị của MU đang dần suy giảm. Theo nghiên cứu của Sport Business Group, giá trị của Quỷ Đỏ là 2,87 tỷ bảng Anh. Đội chủ sân ở Trafford giảm sâu tới 376 triệu bảng so với tài khoản trước đó. Và đến mùa giải năm 2019-2020 này, mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều bởi đoàn quân huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer không giành được suất dự Champions League. Cổ động viên MU phản ứng ra sao? Kể từ khi tiếp quản MU vào năm 2005, nhà Glazer không được lòng cổ động viên đội bóng. Hàng triệu fan MU trên toàn thế giới không hài lòng khi nhà Glazer gán cho đội bóng họ yêu thích trách nhiệm trả khoản nợ vay dùng để mua câu lạc bộ. Theo thống kê từ báo chí Anh, từ năm 2005 đến nay, trải qua 13 năm dưới sự tiếp quản của nhà Glazer, MU vẫn còn nợ tới 487 triệu bảng. Bởi vậy, thông tin MU được tiếp cận bởi ông chủ giàu có từ Saudi Arabia được fan Quỷ Đỏ chào đón. Với tiềm lực tài chính mạnh, MU sẽ thoải mái chi tiêu mà không phải đắn đo nhiều. Khi đó họ sẽ bổ sung được những nhân sự có chất lượng để cải thiện sức mạnh đội bóng. Và đây thực sự là giấc mơ với các Manusian, bởi lẽ MU sau thời Sir Alex Ferguson đang lụi bại đến cùng cực. Đội chủ sân Old Trafford đang rất cần cuộc đổ bộ của các siêu sao hòng tìm lại sức mạnh xưa cũ. Và đó chính là những gì Thái tử Mohammed bin Salman muốn làm với Quỷ Đỏ vào lúc này. Tờ Goal khẳng định, chỉ cần Thái tử Mohammed bin Salman đến MU thì Kylian Mbappe sẽ là mục tiêu đầu tiên của đội bóng này. Tiền đạo người Pháp được xem như là cầu thủ tiềm năng lớn nhất để trở thành siêu sao mới của thế giới bóng đá sau thời Messi, Ronaldo. Nhưng không chỉ có Mbappe, mà Neymar Jr. cũng có thể đáp chuyến bay đến Old Trafford. Nếu như giới chủ Ả Rập của PSG có thể dùng 222 triệu euro xé hợp đồng của Neymar với Barca, thì Thái tử bin Salman cũng có thể làm theo cách tương tự. Nếu thương vụ sang nhượng MU hoàn thành trước tháng 1 thì MU sẽ thực sự trở thành ngáo ộp trên thị trường chuyển nhượng tới đây. Còn các khán giả của Mr. Zero sẽ suy nghĩ như thế nào? Theo bạn, những thương vụ bạc tỷ vừa nêu trên có khả năng diễn ra hay không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe ủng hộ cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.